Đây là chúng ta sẽ quay phần demo của điệu Bolero. Chúng ta sẽ coi những cái phần giai điệu là phần giai hát và phần dưới phần điểm các bạn. Coi như là phần giai điệu tức là phần hát các bạn, còn phần dưới là phần điệu, phần giai điệu.